Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn chợ Chu ngã ba Trung Sơn đợt 1 cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng tại xã Phúc Chu. Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn chợ Chu ngã ba Trung Sơn có tổng chiều dài khoảng 29 km, riêng đoạn đi qua huyện Định Hóa có chiều dài hơn 12 km, đi qua 5 xã thị trấn gồm chợ Chu, Phúc Chu, Đồng Thịnh, Định Biên và Bảo Linh, với hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng. Diện tích đất dự kiến cần thu hồi là trên 307.400 m². Theo đó, trong đợt một này có 153 hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ cho dự án đường Hồ Chí Minh, làm các thủ tục bàn giao sổ đỏ và nhận tiền bồi thường hỗ trợ trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chu với tổng kinh phí trên 12,9 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi đất là 46.564,1 m², trong đó bồi thường đất đai là trên 3,5 tỷ đồng, bồi thường cây cối hoa màu trên 325 triệu đồng, bồi thường tài sản vật kiến trúc trên 287 triệu đồng, thưởng bàn giao trước hạn trên 92 tỷ đồng. Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện việc trích lục, lập bản đồ giải phóng mặt bằng và rà soát nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình bị ảnh hưởng để thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ theo quy định trong thời gian sớm nhất.